Mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ cảm ơn và cám ơn. Muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đối với người khác, nhiều người không phân biệt được nghĩa của hai từ cảm ơn và cám ơn, nên thường sử dụng lẫn lộn. Vậy trong hai từ này, đâu mới là từ đúng? Trước hết, cảm ơn. Cảm ơn là từ gốc Hán. Từ cảm vốn được sử dụng với từ cảm thụ, cảm nghĩ, cảm xúc. Còn ơn là ơn nghĩa. Nói cảm ơn chính là thể hiện rằng tôi đang cảm nhận sâu sắc ơn nghĩa của bạn. Thí dụ, cảm ơn bạn đã cho tôi mượn cuốn sách quý. Con xin dâng lên cha lời cảm ơn chân thành. Thứ hai, cám ơn. Sở dĩ nhiều người đọc là cám ơn vì do cách phát âm ở với mỗi vùng miền khác nhau. Thực ra, phải đọc là cảm ơn mới đúng. Còn từ cám ơn thì không thể diễn tả lòng biết ơn. Thế nên, chúng ta hãy sử dụng từ cảm ơn. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ chỉn chu và chỉnh chu. Mến chào tạm biệt các bạn.